Những ngày qua, dịch bệnh COVID-19 trên cả nước đang có diễn biến phức tạp. Ngoài những người trên tuyến đầu chống dịch là các y bác sĩ, thì những chiến sĩ công an vẫn luôn thầm lặng sẵn sàng tiến thẳng vào các điểm nóng để góp sức chống dịch. Bỏ qua nỗi lo lây nhiễm, những chiến sĩ công an khu vực đi vận động từng nhà, từng hộ gia đình hay các cơ sở kinh doanh tuân thủ quy định phòng chống dịch COVID-19. Ngày đêm âm thầm cống hiến công sức để chăm sóc sức khỏe cho người dân, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Những ngày qua, các cán bộ công an quận 2 thành phố Hồ Chí Minh luôn trong tình trạng phải làm việc hết công suất sau khi phát hiện ổ dịch COVID-19 tại quán bar Bất Đa ở phường Thảo Điền, quận 2. Đồng thời lực lượng phải luôn túc trực tại các chung cư nơi có nhiều người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19. Từ khi có quyết định cách ly toàn bộ chung cư này đến nay, lực lượng công an quận 2 đã phải chia làm nhiều ca để trực 24/24 giờ nhằm đảm bảo không để người trong khu chung cư ra ngoài hoặc người ngoài vào trong để đảm bảo dịch bệnh không lây lan. Công an phường cũng đã chủ động bố trí lực lượng cảnh sát khu vực đến các hộ dân cũng như là chung cư, những căn hộ cao cấp trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở doanh nghiệp dịch vụ để tiến hành tuyên truyền, đồng thời là kết hợp với y tế phường thông qua những cái danh sách mà của sở y tế và ban chỉ đạo phòng chống dịch của quận 2. Thì chúng tôi cũng đã phối hợp với y tế tiến hành rà soát cho người nghi nhiễm COVID, thực hiện kê khai về cái lịch trình của mình và kê khai về tình hình sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế. Thì hiện nay trên địa bàn phường tập trung người nước ngoài cũng khá đông, tổng kiểm tra tất cả các chung cư, các căn hộ cao cấp để thực hiện việc cách ly người nước ngoài từ ngày 8 tháng 3 cho đến ngày hôm nay. Nói chung là thái độ của những người nước ngoài thì người ta cũng là hợp tác, đặc biệt là những người mà người ta nghi người ta mắc bệnh thì đoàn tới thì người ta cộng tác. Nếu trường hợp mà y tế phân loại cần phải đưa đi cách ly tập trung đó, thì người ta cũng chấp hành cách ly tập trung. Với cái ý chí quyết tâm của cán bộ chiến sĩ đơn vị cũng như là cái chỉ đạo quyết liệt của từ chỉ huy quận thì các đồng chí đơn vị cũng phải nói là cái tinh thần khẩn trương rồi tích cực trong công việc. Có nhiều đồng chí có thể là nhiều ngày chưa được về nhà, thì hiện tại cái công việc mà phân luồng cách ly là được triển khai thực hiện rất là tốt và đồng bộ chặt chẽ giữa lực lượng công an cũng như là y tế phường, là thực hiện đảm bảo. Và cái việc này là được cập nhật và báo cáo theo tiến độ là từng ngày. Những đội ngũ y bác sĩ, các chiến sĩ bộ đội công an và tất cả những người đang trực tiếp phòng chống dịch COVID-19 đang ngày đêm bảo vệ sức khỏe người dân, có thể coi họ là những người hùng thầm lặng trong công cuộc chống dịch như chống giặc.